Chào các bạn, thì trong các bài trước các bạn đã được học về các bài blend màu trên Camera Raw. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách blend màu bẩn, nâu đất ở trên Lightroom. Thì Camera Raw hay Lightroom thì nó sẽ cũng blend màu tương tự nhau thôi. Thì trước khi đi vào blend thì các bạn phải xác định cái chủ đề ảnh của các bạn là thuộc về tông màu nào. Thì ví dụ như bức hình này thì cô gái này có rất là tâm trạng, thì chúng ta không thể blend màu trong trẻo được vì nó không phù hợp với hoàn cảnh. Nếu chúng ta blend một cái màu nâu đất ám, nó buồn như thế này thì nó sẽ hợp với cái hoàn cảnh này và nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ reset cái bức hình này và tiến hành blend màu. Đấy, đây là bức hình gốc. Thì đầu tiên các bạn sẽ kéo một số thông số như sau. Tôi sẽ tăng sáng lên một tí, khoảng 15 thôi. Cộng sáng quá ha, 0,15. Rồi tăng một tí contrast, giảm highlight, tăng shadow, giảm gray, tăng black, tăng clarity. Đó chính là một số bước căn bản đầu tiên khi chúng ta kéo một cái bức hình. Tiếp theo thì nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều ở mục là tone cover. Tone cover thì đối với mục này thì các bạn sẽ click vào cái điểm, cái biểu tượng đồ thị của tone cover này, và các bạn chọn cho tôi là kênh màu rich. Đối với kênh màu rich thì các bạn sẽ kéo như sau. Đây là cái đồ thị mà tôi rất là thích. Chỉ cần các bạn kéo ra được một cái đồ thị như này thì việc blend màu chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Rồi các bạn chuyển qua là RGB. Đối với RGB thì các bạn sẽ kéo cái này sáng lên. Rồi kết vào đây. Như bạn đã thấy thì màu nó hơi rực, tuy nhiên thì chúng ta sẽ giảm sau. Rồi các bạn chọn vào mục là HSL. Ở mục này thì các bạn chọn vào Hue Saturation. Đối với mục Hue thì các bạn kéo như sau. Rồi chuyển sang mục Saturation. Mục Saturation thì tôi sẽ giảm một tí, màu cam cho bức hình nó nhẹ màu lại. Rồi cái vùng màu vàng này thì nó hơi sáng, thì tôi sẽ làm cho vùng màu vàng này nó sẽ tối lại một tí. Xin lỗi các bạn, mình chuyển sang mục Luminosity. Thì mục Luminosity thì mình sẽ kéo màu vàng này tối lại một tí cho cái da nó sáng một tí. Rồi các bạn chuyển sang mục cho tôi là Camera Calibration. Ở mục này các bạn sẽ kéo tăng Hue, giảm Saturation. Rồi tăng cái này về phía màu cyan, giảm một tí. Rồi để ra được cái tông màu nâu đất thì cái mục này rất là quan trọng. Các bạn chọn vào cho tôi là Split Toning. Ở mục này thì các bạn sẽ kéo cái thanh này về phía màu nâu. Tôi sẽ phụ cho nó một cái màu ở vòng highlight và ở vòng shadow thì tôi sẽ kéo nó về phía màu tím. Rồi. Ở một basic này thì các bạn sẽ kéo nhiệt độ màu lên khoảng 8 này. Và cái thanh tin này thì mình sẽ kéo về âm 9. Rồi các bạn chuyển lại mục Tone Curve để hiểu chuyện làm một tí nữa. Đây tôi sẽ cất vào cái biểu tượng này và tôi sẽ kéo ở trên này. Đây thì chúng ta sẽ kéo như sau. Vùng highlight thì chúng ta sẽ giảm vùng highlight. Mình sẽ tạo cái mức độ tương phản bằng cách là giảm cái dash này và tăng vùng line. Các bạn để ý là cái màu của chúng ta nó lên hơi rực thì các bạn sẽ gì đây nhé. Các bạn sẽ giảm cái saturation này lên, nó xuống, tăng cái vibrancy để cho nó no những cái màu cần lên. Rồi để cho cái chủ thể này nó có điểm nhấn thì mình sẽ vào mục effects và mình sẽ kéo cái amount này. Để tạo cho nó một cái bao viền. Tăng cái hạt lên cho backend bằng cách tăng cái again này. Đấy, thì chúng ta sẽ được một bức hình tạm có màu như thế này. Ok, để lưu cái preset này lại thì các bạn có thể vào Develop, cho vào New Preset. Và chúng ta sẽ chọn cái thư mục lưu. Ví dụ như tôi lưu ở trong thư mục là sưu tập và tôi đặt cho nó một cái tên là Node Nhat Photoshop. Java Curves. Rồi tôi sẽ reset lại. Đây, để trên là before và after, trước và sau khi xử lý. Để áp dụng cho các bức hình còn lại thì các bạn sẽ chọn vào bức hình nào đó và các bạn chọn vào là preview. Đây là một tính năng rất là hữu ích. Hoặc là các bạn có thể Ctrl A hoặc là chọn tất cả những bức hình này, chọn vào đây. Preview thì nó sẽ áp dụng luôn cái màu này cho các bức hình còn lại. Đấy. Ok, thì cái tutorial hướng dẫn blend màu nấu đất của tôi đến đây là kết thúc. Thì những bạn nào thấy hay và hữu ích cho cái công việc blend cũng như là tạo ra cái tư tưởng phong cách mới trong công việc blend của các bạn thì các bạn có thể like, subscribe đăng ký theo dõi các video mới nhất từ kênh Nhat Photoshop.